Look, the Nescafe business is a truly global coffee business, so we are present in 180 countries in the world. One in every 7 cups drunk in the world is a Nescafe. Cà phê mà mình trồng ở cái đất Tây Nguyên này, đặc biệt là ở vùng Chư Quynh này, thì tôi thấy là hạt cà phê to, cây cà phê thì tốt, mà khi mình uống cái cà phê ở khu vực mình sản xuất thì nó ngon hơn, đậm đà hơn các nơi khác. Riêng đối với cái trang trại của chị á, là hạt cà phê ở đây là to, nhìn to, đều và nói chung là cái chất lượng là cái màu của nó là nhìn kiểu ống. Nescafe is a global brand. We have manufacturing facilities in many countries around the world. Cooperate with Nestle in order to transfer the good quality seedlings to farmers.